Thành phố du lịch Đà Lạt vừa xảy ra một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng khiến hai người thiệt mạng và năm người khác bị thương. Sự việc xảy ra sáng nay 29 tháng 6 trên đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Lạt. Cơn mưa kéo dài gần 3 giờ đã gây sạt lở đất đá, kéo sập hoàn toàn một ngôi nhà 2 tầng. Vùi lấp lán trại dành cho công nhân đang xây dựng ở bên dưới đất đá bất ngờ ập xuống giữa đêm khiến hai công nhân tử vong do không kịp thoát ra ngoài. Nhân chứng ở gần hiện trường cho biết nửa đêm nghe thấy đất đá trượt rào rào sau đó khu vực này mất điện. Hiện trường sạt lở rộng chừng 3.000m2 có độ sâu 3-5m. Nó cũng khiến 5 người khác bị mắc kẹt trong tầng hầm và tầng trệt của một ngôi nhà 4 tầng do bị nghiêng 30 độ. Lực lượng chức năng đã phải huy động 6 xe chuyên dụng cùng 70 nhân công để giải cứu những người mắc kẹt. Họ đã phải dùng kích thủy lực, cây cối, gậy gộc và sắt thép để chống cho căn nhà không bị sập, đồng thời liên tục bơm oxy cho nạn nhân ở bên trong, trong khi một đội tiến hành đục tường từ bên ngoài. Sau nhiều giờ giải cứu, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được các nạn nhân ở bên trong. Trong đó có hai người sức khỏe ổn định, ba người được đưa đến bệnh viện. Với hai công nhân tử vong do bị vùi lấp ở lán trại. sau nhiều nhiều giờ tìm kiếm mãi đến 11 giờ trưa hôm nay, cơ quan chức năng mới tiếp cận được vị trí nạn nhân và phát hiện ra họ là hai vợ chồng ở lại trông coi công trình. Cặp vợ chồng xấu số, số này đến từ huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Họ đã cùng với hơn 10 đồng hương đến Đà Lạt làm công trình xây dựng. Lúc sự cố xảy ra, chỉ có hai nạn nhân ngủ bên trong lán trại. Còn hơn 10 công nhân khác đã ngủ tại công trình bên cạnh nên thoát nạn. Mãi đến 12 giờ 40, hai vợ chồng nạn nhân mới được đưa lên khỏi đống bùn đất. Theo thống kê ban đầu, vụ sạt lở đã làm sập, hư hỏng hai căn nhà 4 tầng, một căn nhà 3 tầng, một dãy lán trại và một số ngôi nhà bị ảnh hưởng. Liên quan tới vụ sạt lở, trưởng phòng quản lý đô thị Đà Lạt vừa bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm trong cấp phép giám sát xây dựng ở nơi vừa xảy ra sạt lở khiến hai người thiệt mạng và năm người khác bị thương thậm chí nếu có dấu hiệu hình sự sẽ bị khởi tố ngoài ra toàn bộ những công trình tại khu vực sạt lở có độ dốc lớn trên địa bàn thành phố đà lạt cần dừng thi công để ra soát đánh giá quan trắc lại độ an toàn Toàn bộ sẽ được kiểm tra, đánh giá cấp phép và hồ sơ thiết kế cùng với kết cấu của công trình nhất là tại khu vực xảy ra sạt lở. Hiện trường sự cố là khu đất rộng khoảng 1.000m2 có địa hình dốc đứng. Tại đây có 4 bậc mặt bằng được xây bê thông cốt thép nhưng đã bị phá vỡ kết cấu ở tầng thứ 3 và tầng thứ 4. Hàng nghìn khối đất đá đổ tràn xuống phía dưới. Một công nhân tham gia xây dựng bờ tà lui kể lại rằng khoảng 2 giờ sáng hôm nay hơn 10 công nhân đang ngủ thì nghe tiếng đất rào rào. Họ chạy ra thì thấy bờ tà lui đã sập, đất vùi lấp hai vợ chồng đều là công nhân nằm phía dưới. Anh công nhân này chia sẻ lại rằng có thể do móng tường rào không bảo đảm và mưa quá lâu, nước ngấm vào đất gây quá tải tràn xuống làm đổ bờ tà lui.